Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu của Cúp C1 châu Âu ngày hôm nay và rạng sáng mai 12 tháng 4 thì sẽ ra hai trận đấu lượt đi của vòng tứ kết. Đó là các cuộc so tài rất là hấp dẫn của các đội bóng hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại. Lịch thi đấu cụ thể như sau. Vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng 4 thì sẽ ra trận đấu giữa Benfica với Inter Milan. Và cũng ở khung giờ này thì Manchester City sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà. Ở trận đấu giữa Benfica với Inter Milan thì đại diện của Bồ Đào Nha có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, còn thì họ vẫn được bị đánh giá thấp hơn đối thủ của mình. Inter Milan là đội bóng được đánh giá cao hơn, tuy nhiên Benfica hoàn toàn có thể tạo ra được cái bất ngờ nhờ vào cái điểm tựa sân nhà của mình, bởi vì trên thực tế thì Inter Milan ở mùa giải năm nay chơi cũng không thực sự ổn định đâu, họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là nếu như chơi tốt thì Benfica hoàn toàn có thể có được kết quả có lợi, ít nhất là có một trận hòa trước khi tái đấu trên đất Italia. Trong khi đó thì trận đấu vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng 4 giữa Manchester City với Bayern Munich là trận đấu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Đây được coi là trận chung kết sớm của Cúp C1 châu Âu mùa giải hôm nay, bởi vì cả Manchester City và Bayern Munich đều thể hiện được cái sức mạnh rất là đáng sợ của mình ở từ vòng đấu bảng tính đến thời điểm hiện tại, và việc họ gặp nhau sớm như này cũng là điều rất là đáng tiếc của nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Nhưng mà ở một cái giải đấu như thế này thì sẽ không tránh khỏi những trận đấu kịch tính ngay từ những vòng loại trực tiếp, và cuối đầu giữa Manchester City với Bayern Munich thực sự là bữa tiệc bóng đá. Ở trận đấu này thì huấn luyện viên Pep Guardiola lại một lần nữa đối đầu với đội bóng cũ của mình, đội bóng mà ông đã có nhiều năm dẫn dắt nhưng mà cũng không thể đưa đến được cái chức vô địch Cúp C1 châu Âu và phải ra đi. Và Manchester City cũng như vậy, cũng đã rất nhiều lần đứng trước ngưỡng cửa của thiên đường nhưng cuối cùng lại gục ngã. Và ở mùa giải hôm nay là cơ hội không thể tốt hơn cho Manchester City để mà họ lên ngôi vô địch, khi mà cái thực lực của họ ở thời điểm hiện tại rất là mạnh. Và với lợi thế sân nhà của mình và phong độ hiện tại thì Manchester City hoàn toàn có thể gây ra được cái rắc rối cho Bayern Munich và có lợi thế ở trận lượt đi. Nếu như Bayern Munich mà không thay tướng, không thay huấn luyện viên Nagelsmann thì mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà Bayern Munich hoàn toàn có thể khiến cho Manchester City im tiếng trên sân nhà. Nhưng mà bây giờ Bayern Munich đang có một huấn luyện viên mới, đó là Thomas Tuchel dẫn dắt, thì trong thời gian đầu này chưa thể nào mà lối chơi nó gắn kết và nhuần nhuyễn được ngay đâu, cho nên đây là thời điểm mà Manchester City hoàn toàn có thể tận dụng cái điều này để mà giành kết quả có lợi trước Bayern Munich, sau đó tái đấu ở trận lượt về trên đất Đức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của hai trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.